Hướng dẫn tạo mã QR và chuyển tiền thanh toán bằng tính năng QR Pay, VietQR trên ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile. Để tạo mã QR cá nhân trên ứng dụng, quý khách thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Quý khách truy cập ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile, chọn tính năng QR Pay. Bước 2. Quý khách lựa chọn biểu tượng mã QR cá nhân tại màn hình QR Pay. Bước 3. Tại màn hình tạo mã QR của tôi, quý khách lựa chọn tài khoản tạo mã và ấn tạo mã QR. Bước 4. Tạo mã QR thành công, quý khách có thể lưu mã vào thư viện ảnh hoặc chia sẻ mã QR cho người chuyển tiền. Để thực hiện chuyển tiền thanh toán bằng mã QR. Đầu tiên, quý khách truy cập ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile, chọn tính năng QR Pay. Bước 2. Quý khách có thể quét mã QR trực tiếp hoặc chọn mã QR đã lưu sẵn trong thư viện ảnh. Bước 3. Sau khi quét mã, nếu mã thanh toán là VNPay QR, hệ thống hiển thị các thông tin thanh toán, quý khách nhập số tiền, mã khuyến mãi nếu có và ấn tiếp tục. Nếu mã thanh toán là mã QR, tại màn hình chuyển tiền, quý khách tiến hành nhập các thông tin chuyển tiền, nội dung chuyển tiền, sau đó ấn tiếp tục. Bước 4. Quý khách hàng kiểm tra lại thông tin thanh toán hoặc chuyển tiền, nhập mã SMS OTP hoặc Shop OTP, nhấn xác nhận để hoàn tất giao dịch.